Yên Tử thì mình sẽ trái mà. Nó từng chiều. Vâng, đây là cầu qua cái cầu Đá Bạc này, là đây là kia, ngay kia đã là ngã tư Uông Bí rồi mà. Đấy thì nó mới phải cho cái biển này để. Vâng, dưới chân cầu Đá Bạc này đã đi đây là Yên Tử thì mình sẽ trái, còn mình đi Ba Vàng thì sẽ phải. Chùa nó cũng thế mà, không tùy từng chùa, nhưng những chùa lớn thì người ta làm bài bản hơn vì là khách thập phương nó đông quá, những ngày lễ này đông lắm, và thường là các cụ đi chùa thì ăn nhiều, còn thanh niên thì ở đây hình như ngày nào cũng có nào đấy. Đây chắc là đây. Những cái chùa lớn. Năm chỉ có một ngày là ăn cơm. Nhưng mà từ ngày ông Thái Minh đến giờ anh mới có thay đổi gì không? Quan ông Thái Minh là liên quan đến nữa. Ngày ra cũng ngày cũng oan gia trái chủ. Ừ. Cho bà gì nhỉ? Cho bà Yến, cô Yến. Phạm Thị Yến lên đăng đàn, lên mạng chém gió. Quốc lộ 10 ra quốc lộ
lộ 18A kìa, hai cây nữa, hai cây là đến ngã tư rồi. Vâng, Khuyến mình sẽ phải chứ, để vạch sao giao thông. Rẽ phải chứ, rẽ trái là đi ấy chứ, rẽ trái là lên Yên Tử, rẽ phải là đi rẽ phải xong rồi vào đi qua thành phố Uông Bí xong rồi lên đỉnh cái núi kia. Lên đến vâng. Đúng rồi, từ đường Hà Nội xuống là Hà Nội Bắc Linh xuống là Yên Tử. Yên Tử trước. Từ Yên Tử mà từ đường nhánh này lên đến chỗ đưa vào ở độ mười mấy cây. Lối rẽ thì có mấy cây thôi, từ đường rẽ vào lên đỉnh núi nữa cơ mà. Núi trên núi. Bác Kinh có rửa à? Dạ. Rửa được. Đây cháu rửa cho bác. Rửa cho bác lấy ngay trong hết bao nhiêu tiền bác vâng, Kinh để vâng. Và để cho bác gần em đi Việt Nam nhé. Bác gửi rửa hoặc là cháu thôi bác rửa cho bác được cho nó đấy. Chứ rửa chứ gửi vào mạng thì bác lại không lấy. Mạng bác thì bác không biết lấy. Phải rửa dưới Hải Phòng nó về bác không về được. À thế để cháu rửa cho đơn giản mà. Bác lấy đại khái là rửa của bác cái gì bác ơi. Cứ mỗi loại là hai cái. Vâng. Thế để... cái cùng kiểu thì chọn cái đặc biệt. Về trong kia cho con bác nó xem. Vâng. Thế thì chơi thì có đi thật không? Thế tí nữa cho bác lên đây cho chụp cho bác nhiều ảnh. Ừ. Và một cái nào đẹp thì cho rửa thôi. Cứ mà mỗi ấy chỉ chọn cái đẹp thôi thì là rửa vâng. Rửa hai cái. Vâng. Có cái kiểu rửa hai cái. Còn lấy một vài kiểu. Vâng. Bác lấy khoảng độ 20 kiểu. Nếu làm gì nhiều. Vâng. Tùy bác thích rửa bao nhiêu rửa. Ít thôi vài kiểu. Mỗi vài cứ lấy đại diện còn đấy. Hai kiểu thì đã 5 kiểu đã thành 10 rồi thì 10 đã thành 20 rồi nhỉ. Nhưng mà đại để đây chứ. Vâng. Mỗi cái thì đại diện lấy một vâng. Cái đẹp còn đi cái. Thế cái bác không bảo cho chụp cho. Nó phóng to rồi cho to rồi nha to. To để xem nó chất lượng ảnh nó tốt thì mới có độ to. Thời tiết qua thì không đẹp đâu. Vâng. Vàng, vàng, tên, cháu Tây đây. Vâng, chú đây đến ngã tư rồi bác này. Rẽ trái là đi Bắc Linh là đi Yên Tử rồi các bạn. Kia kia chú ba vàng kia là đỉnh núi rồi. Nếu đâm thẳng thẳng kia. Nhưng mà mình phải đi vòng này đấy. Thế thì đến đây nhìn nhỉ. Đây nó trên đỉnh núi kia bác ạ. Đây nhìn thẳng rõ nhỉ. Vâng. Nhưng mình lên đấy từ đây lên đấy khoảng độ gần chục cây, 6 cây đấy, 6 7 cây. Nó còn đi vòng vèo. Đây là phải tìm chỗ sang đường rồi đấy. Vâng, đây cháu biết rồi. Thì là mỗi kiểu đây dư đi. Thì dư nhiều đấy nhưng mà vâng. Kiểu nào không đẹp thì loại nó đi. Vâng, vâng. Cái nào tí nữa cháu cho bác chọn bác thích chỉ là cho chủ. Thích được mày, mắt mày tinh thì mắt thôi. Cái nào nhìn nó hơn theo mắt chúng mày cứ hơn những cái gì xung quanh thì lấy. Cái nào mới chọn chính là nó anh không khuyết điểm cái gì thì là chứ. Ừ, đấy khuyết điểm chứ còn thì thời tiết hôm qua thì mình chấp nhận rồi, có mặt có người nhưng mà qua cháu chụp nhiều ảnh lắm nhưng mà cháu lại không chụp cháu mới toàn chụp cảnh ấy, chụp cảnh với chụp trong chùa. Đây chụp cái chùa ba vàng đấy là về cho ba vàng chụp mấy kiểu. Đến đây rồi đây này là ấy hộ bác cái thì là đường vâng. Thì là điện cho bác ra lấy. Xong rồi bao nhiêu thì bác có tính toán để cho đưa cho bác đi em đi. Đi ra chơi lại không có ảnh mang vào được thấy buồn. Vâng. Ở đây là lên núi chứ. Thì rửa luôn. Vâng, có. Vâng, có thì rửa luôn. Thì đấy.
Không, nó chụp cho mình chứ mình không chụp. Nếu mà có nó chụp cho mình thì nó chụp cho mình mà có hiệu rửa ấy, thì mình hỏi xem có rửa được không. Không, nếu bác thích rửa thì mình không, cứ chụp ở đây xong về rửa. Rửa cho mình. Vâng, à, còn không? Mình chụp không, mình nó có hiệu rửa ngay. Nó tích cực lắm. Nó rửa cho mình, nó giả mình, nó lấy tiền. Thế nào chả thích, chả thích thế. Nếu mà có người chụp ấy là nếu mà đi ấy thì thế. Qua đi ra đây, đi ra Tuần Châu đây, Hạ Long đây. Ba vàng ba cây. Nhất này có một lối thẳng tưng lên chùa nữa. Trên dốc Ba Vàng này nó có một cái dốc cào á, dốc thôi một đoạn thôi nhưng mà dốc ngược này. Về sớm lắm, phải Côn Sơn kia bà một tour nữa còn chưa hết ngày. Sơn Chùa La. À còn Sơn Chùa La hả bác? Ừ, về là vừa trên tính trên đường về mà. Chùa La, em chưa biết Chùa La. Chứ đâu có về quê thì năm nọ về ông Thái ông ấy thôi không có. Anh lên Chùa La thì tôi chở đi. Thế cho đi, nó chở đi. Chưa biết tên. Rồi, hôm nay trời nắng thì bác yên tâm là không đi chơi bao giờ. Chở đi nhà Thanh Chiến mà. Thế anh chở Chùa La xong chở đi. Thế đấy đi răng xuống một tí chứ bao nhiêu. Thế anh ấy đấy chở anh ấy lắm có những cái cây tặng mép là cười chở theo em anh ấy chở em không đi đâu thì chở đi đường Chùa La thì phải rẽ xuống cái đường thẳng đấy bác cũng chưa đi Chùa La bao giờ nhưng nó ngay Chùa La đi đâu tôi đi
ở dưới trường ấy. Lúc thì con gái thì không đi trường chùa. Trường Lạng Sơn ấy. À, Lạng Sơn thì ngay đây. Ra chùa La ngay đấy mà lại không có nhầm cả. Quá thể không. Sơn nó gần như là đầu làng. Đất của chùa La gần. Vâng, đất chùa La. Đây là lên đường này, nó là đường lên đấy, đường lên Ba Vàng ấy. Ngày xưa là nó lên đường cả đường kia nhưng bây giờ nó như chùa La không đẹp, chùa vẫn là chùa cũ, nó chỉ cổ nhưng mà không được đầu tư quy hoạch. Nhưng mà nó cũng mát, cây cối cũng tĩnh tại. Thì nó cứ bật bật như gì. So với những cái chùa khác thì cái đấy nó có tích có cổ nhưng mà nó không 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 được đầu tư trùng tu sang. Đấy, nhìn cái bác nhìn cái chùa nó sạch sẽ đẹp đẽ thế, ở đấy cả người ta cũng không đầu tư. Dân này toàn dân quê nghèo. Nghèo thì ở đâu chẳng là quê. Ai đầu tư cái gì thì làm cái đấy. Quê người ta cũng khác, người ta cũng kinh ngưỡng hơn. Chắc bây giờ được đầu tư rồi. Bây giờ nói như ấy, như ngày xưa. Nhưng mà chắc bây giờ khác hơn. Mỗi lần đến là một lần khác. Chùa đấy nó có cái mộc bản của cái gì nhỉ? Dạy sư. Nó gần như là cái nơi in sách để lưu giữ cho các ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông ấy dạy sư mà liên quan đến yên tử ấy. Thực ra là bây giờ cái đấy nó một tour nhưng mà mình không được đầu tư, mình không quảng bá tốt, nhiều người cũng có người biết người không nhưng mà nó chưa được quảng bá mạnh như yên tử. Cái Tây Yên Tử của mình thế, nói nhiều người nói cũng có biết đâu mà lên chả có gì. Thực ra cái đỉnh Yên Tử thế nó nằm ở trên một nửa núi đất của Sơn Động Bắc Giang, một nửa bên Quảng Linh, Quảng Linh nhưng mà bây giờ có tuổi không lên được đấy thì dưới thế này thì chả có gì đúng đẳng. Bên Quảng Linh người ta làm trước, mấy hai là người ta làm mạnh hơn thì nó thương và nó lâu đời. Các bạn nó nằm trên đỉnh Cò Núi, nó giáp danh giữa hai tỉnh mà. Thế thì quay bên này là mình mà quay bên kia là nó. Mấy ông sư thật đứng đây cơ. Sư thật với sư giả. Sư giả thường. Rất thường coi như là cảnh quá trình làm sư giống đi thực tập. Thế là đi xin ăn đâu một thời gian bao nhiêu tự kiếm lấy ăn. Ông trong kia có những ông thì rất thực đấy, cứ đi cứ chè đi. Thế nãy không làm lắm. Không làm thì gặp là phải cho tiền. Gặp là phải cho vào đấy. Nhưng mà bây giờ nó nhiều sư giả lắm. Đấy, sư giả đấy cái quận mà ở cái quát chỗ nhà bác mà điểm đón xe qua ấy. Coi như hồi xưa nhà sáu sưng nó xây đấy còn cái quát, thế là chúng nó cứ căng mù ở đấy. Tờ ngày thì nó lột hết quần áo nó ra, nó đội thì ấy lên xong nó đi mặc áo ấy nâu nó đi xin là sư giả. Thế tối ngày nó lột hết ra thì coi như là toàn quần áo đẹp, nó đi dắt nhau đi chơi xong nó về nó căng mù nó đến đi ngủ. Thế là mới biết là bạn này làm giá, đi làm giá để xin. Thế là về tối thì đi chơi đàn đúng với nhau thì ăn mặc đẹp rồi rất oai. Thế mà sáng ra nó lại lột lên nó khoác cái áo sư rồi nó làm cứ nhẹo nhẹo nhéo nhẹo một cái lần chị đã phải lừa nó đóng giả cái bốn đứa đóng gà giả cái chú tiểu đi bán sách sách cúng, thế là mua sách cúng rồi xong rồi mới lại chú để vào trong phòng ấy, lấy tiền ra. Thế là ở ngoài có đọc cái đầu mót tivi bây giờ nó còn đắt, thế bây giờ thì hiện nay đi cái này thì chút tôi biết đâu là cùng mình bên trèo đi xem thì không đấy. Thế rồi cứ đổ cho chú tiểu thế từng từng thế mẹ đổ chứ nhà sư phải tội. Cả ngày hôm nay ta không bán được lít rượu nào, không có ai vào, chỉ có ông ấy thôi. Thế thì chả ông ấy là gì,
ăn mắc lừa. Tiểu giá. Thì điều chỉnh TV đây. Điều khiển TV. Thế là bây giờ thế thì tôi không phải tội.